Vào lựa, có nhiều con chim mà vào lựa rất là khó. Tại vì sao? Tại vì lúc mà anh em nuôi lông nó bị xìn lông. Nên là để con chim mà vào lựa, bố con chim vào lựa mà nhân mà ok thì em phải chăm một cái bộ lông nó thật là tốt và lông khô cứng, thì lúc đó anh em mới được đi đấu thì nó không bị xìn lông. Còn lại anh em đi đấu sớm quá thì nó bị xìn lông, mà vào lựa rất là khó. Cho dù anh em chăm rất là cưng, chăm rất là bài bản nhưng mà nó không vào lựa được, là tại vì bị xìn lông lúc cái thời điểm anh em nuôi lông bị sót lông, nuôi lông chưa khô đi đấu. Một con chim nó thấy lông ra thì tầm khoảng một tháng 20 ngày, con nào lâu lắm thì 2 tháng, trong vòng 2 tháng nó sẽ từ rùng cho đến ra đủ lông, mà trong vòng 2 tháng, hoặc con nào nhân là 1 tháng 20 ngày, 1 tháng 15 ngày là nó sẽ ra đủ lông. Nhưng mà phải 3 tháng thì mới chơi được. Là tại sao? Vì để một cái tháng đó, cái tháng thứ 3 đó là anh em phơi nắng cho nó khô lông và vào lựa cho nó. Khi con chim mà đã căng lựa, cứng lựa, nó không còn nó đạt, lúc đó mình đi đấu nó hiệu quả hơn và nó không bị cái tình trạng mà lựa sập sình. Thường thường thì khi mà trồng màu đa số thì nó anh em phải biết nét chơi của nó để mà mình bố trí cầu, chứ không phải là, nhưng mà thường á thì anh em người ta sẽ xài, đối với những con chim bình thường thì anh em xài là một cầu thẳng, hai cầu góc. Thì khi mà nó đến cái nét rê cầu thì cái cầu thẳng này thì nó sẽ rê này, nó cứ chạy qua này, chạy về gọi là rê cầu. Còn có khi là nó chạy chạy tròn thì nó từ cầu thẳng ra góc, qua góc nó là về thẳng, nó đi vậy. Con nào mà siêng nhảy thì anh em người ta dùng 4 cầu góc để con chim nó phải là linh hoạt đi tròn. Những con bu đá, siêng trục thì người ta cũng xài 4 cầu góc. À, còn gửi chim và vận chuyển chim thì thường giống như mà mình thường mình mua một con chim, con chim mọc đó thì mình cũng nói chim mọc thì nó bay gì kệ nó, chỉ cần có cống nước, cống cám, một trái chuối. Cống nước thì về cố định cái cống nước là phải an toàn, tại vì con chim nó có thể thiếu ăn một ngày nó không chết, nhưng mà thiếu uống một ngày nó sẽ chết, nên là cống nước là phải cố định và bỏ bông còn vào trong ấy để nó chống đồng, chống sốc nước bay ra ngoài. Nếu nó thấm vào bông còn thì con chim nó vẫn uống được. Còn đối với con chim thuần đó thì mình mua cái đèn pin bé mình bịt bỏ trong ấy, mình bỏ góc lồng này, mình bật lên cho nó sáng. Thì về đêm ấy, ngày thì nó không sao, nhưng mà đêm là con chim thuần mà nó đi đêm đi ấy không quen là nó thường bay rụng lông ấy. Thì mình mua cái pin gắn ở trong cái trụ lồng ấy. Tối lại mình nhờ, nếu như mà pin để được lâu thì mình bật luôn, mình gửi chiều thì mình bật luôn. Còn mà mình gửi ngày thì đêm là nhờ thằng lơ xe đấy, nhờ nó bật lên hộ cho. Thì con chim nó sẽ không bay, không tung lồng, không rụng lông nhá. Anh em nào chưa đăng ký kênh này thì nhớ đăng ký cái kênh này nha, mà mình làm video mình chỉ cho anh em. Cho nên lúc mình nói như này nó nhanh quá anh em cũng không có hiểu được, và cái thời gian trên cái clip nó dài quá anh em không biết được khúc nào để anh em xem lại, nó cũng phiền cho anh em. Thế là mình sẽ làm những cái video riêng từng cái cho anh em xem. Nó nát thì nó phải nát chứ đâu có phải là nó rơi xuống em. Anh em lưu ý nhá, phần con chim mà đi ra mà nó không bị vỡ nát ra như nước, mà nó gom lại nó như này, nó nhỏ nhỏ như này, mà xung quanh nó có nước, là phân đói là phân đạt chất lượng tốt nhất. Còn lại phân mà đi ra nó khô không có một tí nước nào luôn, mà đầu to đuôi nó vót lại như con thật sùng á, phân nó gọi là phân bón, phân nóng anh em nhá. Càng khô thì càng nóng, giống như người vậy thôi. Thằng nào mà bón mà nóng quá bón mà rằng thêm mè hơn, đúng không? Phân đúng rồi em, phân mà đừng có khô mà kiểu như thằn lằn á, khô mà không có nước là phân bón, phân nóng. Còn phân mà khuôn không, con chim đi xuống phân nó nằm gòn lại, nó khuôn gòn lại và xung quanh nó có nước thì
tí nước, gọi là phân đạt nhất. Còn này phân mà đi ra mà không có đóng khuôn lại mà nó nát ra hết là phân đó là phân xấu. Chim chơi dàn mà xịa lông là do một là nó, nếu như mà nó hết lực nó xịa là một vấn đề, còn nó đang đấu mình có lực mà nó xịa là một vấn đề. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau nhá anh em nhá, anh em phải lưu ý. Nếu có chim mình mà đấu hết lực là nó sẽ trầm. Con chim mà đấu là khi nó đấu rất là linh hoạt, nó đi cầu liên tục, mà đến khi mà nó trầm lại cũng như là nó không còn cái đồ linh hoạt nữa, lông nó không còn gòn nữa mà nó về lông ra nó xìa là con chim mình bị hết lực. Thì cái này thì phải chăm lực liếc lên thêm. Còn con chim mà nó đấu rất là nhiệt, nó đang đấu đùng mà đứng lại xỉa lông xong lại đấu tiếp, đứng lại xỉa lông đấu tiếp là con lông con chim đó bị lông hai lớp hoặc là bị hư lông. Thì anh em phải chăm lại thật kỹ một lông ấy, chăm lại thật kỹ và chế độ lông thật ok vào, khô khan đứng cứng cáp thì anh em đi lại này sẽ hạn chế và hết anh em nhé. Cắn chân rồi ăn lót lồng, ăn bố lồng, ăn phân thì anh em liên hệ số điện thoại 0906170190 mua gói khoáng vitamin canxi tổng hợp về anh em trộn vào trong cám, nó là dạng bột, anh em trộn vào trong cám lắc đều lên cho chim ăn thì một thời gian nó sẽ bù lại những cái chất đó là con chim nó sẽ khỏi, nó không cắn lông. Cắn lông không phải là nó nhiều cái trường hợp mà đa số là do thiếu chất, thiếu canxi với thiếu khoáng là nó sẽ cắn lông. Còn những cái con mà chim mà nó đấu trên dàn mà nó điên, nó quay lại nó cắn là mấy con chim gọi là nóng bức chim là khác. Còn con chim mà ra lông mà bị, khi anh em cứ tưởng tượng nó ra lông mà khi lông ống nó còn nguyên vậy á, nó dài ra cả khúc à. Thường thường con chim mà nó ra lần nào á là cái ống nó sẽ rùng ra. Còn lại có nhiều con chim nó ra cả ống dài vậy mà nó cái lông nó nằm trong cái ống đó, nó không quát ra được á, là con chim đó gọi là thiếu chất. Thì mình dùng cái gói đó, con khoáng vitamin canxi đó là trộn vào cho ăn là cái khi nó thay lông ra lại là hết tuyệt đối. Nhưng mà cái chế độ nuôi mấy con chim đó thì nó phải phong phú hơn, dinh dưỡng hơn một tí và cái không gian nuôi nó thoải mái hơn. Còn chim như vậy mà anh em nuôi ở cái lồng bé hoặc anh em bỏ lục thì thua. Ui trời, không có cái thuốc gì để chim ăn khỏe hơn đâu em nhá. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể dục thể thao thôi em ạ. Làm gì có thuốc, anh em cứ nghe người ta bán thuốc bày tầm bà lừa đảo. Nghỉ ra ba cái ấy bia lên bán tầm bầy thuốc gì mà tăng lực lên được. Muốn có lực thì phải tập thể dục thể thao thôi. Đố ông nào mà không tập bình thường, không đi đá banh mà chạy được 10 phút là tôi khen luôn đó. Vô sân mà đá 10 phút không thở bằng miệng, bằng mũi, bằng tai, bằng mắt, mà có cái lỗ nào thở bằng lỗ đấy hết, mệt kinh khủng luôn. Tập muốn đá banh được thì phải tập chạy tinh kinh, tập cho thể lực này. Còn không thì không tin nữa, anh em nào không cần đá banh luôn, anh em ra anh em chạy cho tôi 500m thôi, coi anh em có thở bằng mũi, bằng tai, bằng miệng, bằng mồm thở hết không. Chim miền á, ngày xưa á, gọi là chim miền là sao? Chim miền là chim ở khu vực miền Trung gọi là chim miền. Chim Quảng Tây là chim Quảng á, gọi là chim miền đó. Chim Huế này, chim Quảng Nam, chim Đà Nẵng này gọi là chim miền. Là bây giờ là miền, bây giờ là chung một miền rồi, anh em một miền hết rồi, miền Bắc hết rồi, miền đâu ra nữa mà miền. Một năm vậy cả hàng ngàn con ba trắng bay vô trong miền Trung, miền Nam, ép dòng rồi bán ngược ra là người Bắc, ra lại có chim miền.
chim biển này nó chỉ hơn con chim bắc là nó cái dòng nó thánh thót và nó luyến lấy, nó đi dài âm hơn, cái chất dòng nó rắn và nó hay hơn. Bên thép con chim bắc thì dòng nó không hay, nhưng mà được cái thì bồ bóng bồ nó đẹp, chim nó to, hệ lực tốt.